ta làm một câu liên quan tới điện phân hỗn hợp dung dịch ở đây người ta điện phân với điện cực trơ thì suất là 100 phần trăm với cường độ dòng điện không đổi với dung dịch ít gồm có COE4 và HCl sau một thời gian điện phân thì dung dịch y có khối lượng giảm là chừng đó gam so với dung dịch X ban đầu để cho 15 gam sắt vào y sau phản ứng thì chúng ta thu được chắc rắn điều cầu chúng ta là tính m rắn này bằng bao nhiêu đúng ạ như vậy đây là cái bài tập mà nó liên quan tới khối lượng dung dịch giảm và cái thứ hai nữa đó là cái xử lý dung dịch sau điện phân và bài này chúng ta xử lý như sau đầu tiên em sẽ viết cái phương trình điện ly của cu 4 về cu 2 cộng cộng cho s bốn trừ HCl cl điện ly biến thành h cộng cộng cho sẽ là số mol đây không hai số mol đây là 0, không phẩy mười hai thì đây là không 2, đây không hai đây không mười và đây không mười lăm rồi bây giờ chúng ta có hai điện cực đầu tiên là tại ca tốt ca tốt là chỉ chỉ đóng vai trò là cực âm còn anode anode là cực dương rồi bây giờ tại cá tốt chúng ta sẽ có hai hợp phần về đó là nước có trong dung dịch và CO2 cu, cộng và H cộng được chưa? Chúng ta nghe kỹ. Tại ở đây chúng ta có cu 2 cộng này, H cộng này và nước này. Còn anh nói chúng ta sẽ có h 4 trừ Cl trừ và và nước. Tại cá tốt thì CO2 cộng chúng ta sẽ điện phân trước sẽ nhận ở đây là 2E để biến về CU. Rồi bạn nghe kỹ. Trong trường hợp này người ta không nói là sao vận sinh khí điều này chứng tỏ là H cộng chúng ta không điện phân. Và nước cũng không điện phân luôn. Nếu H cộng điện phân thì nó sẽ sinh ra nó sẽ nhận nhận 2E để biến về H2, còn nước điện phân sẽ nhận 2E để biến về H2 cộng cho OH trừ. Được chưa nào? Rồi, như vậy trong trường hợp này Đồng chúng ta có thể phản ứng không hết Vì sao vậy? Vì nếu phản ứng không hết thì khi đó là sắt chúng ta tác dụng bởi siêu hay cộng còn dư Mới tạo ra cái tủ được Hay nói khác là tạo ra chất rắn này Được chưa? Như vậy trong trường hợp này mình gọi mon đồng điện phân Mon đồng hai cộng điện phân Let mon Như vậy đây là mon đồng ban đầu Đồng hai cộng ban đầu Được chưa nào? Thì đây là 2x Đây là, đây là Tại anode thì chúng ta biết là gì? Từ lo trừ chúng ta sẽ điện phân. Điện phân bằng cách nó sẽ cho 2e để biến về Cl2. Rồi cái mà, cái nồng độ của hắn là ban đây là 0.15, có đây là 0.15. Cái là 0.075. Chúng ta nghe kỹ. Tại anode, nghe kỹ, tại anode thì có thể Có nước điện phân, được chưa? vì nước tại cathode không điện phân thì nước tại anode có thể điện phân đây là một và chúng ta có hai điện phân là nước điện phân nếu chúng ta điện phân thì sẽ thu được nó sẽ nhường đi 2 e để biến thành oxy sẽ đổi nhận 4 e để biến thành oxy cộng cho 4 h cộng đấy chính nào các bạn đây là hai như vậy đây mình mình gọi cái số mol của oxy là y thì chuyển qua đây nó sẽ là 4y. Và đây là 4y. Rồi ở đây mình bám vào hai dữ kiện này. Dữ kiện đầu tiên của mấy đứa là dùng bảo toàn e. Đây là e gì? Đây là e gì? E nhận này, còn đây là e gì? E cho. Được chưa? Rồi khi đó chúng ta có bảo toàn e này. Mone nhận là 2x Me cho là 0,15 Cộng cho 4y Cái thứ hai là chúng ta căn cứ vào chỗ để cho là khối lượng Khối lượng ở đây là khối lượng dung dịch giảm Đúng không ạ? Khối lượng dung dịch giảm M dung dịch giảm này Khối lượng dung dịch giảm ở đây chúng ta sẽ bằng khối lượng của gì? Khối lượng của đồng sinh ra cộng cho khối lượng của cờ lo cộng khối lượng oxy khối lượng dung dịch giảm là chúng ta sẽ bằng tổng những cái trạng thái mặt khác trạng thái dung dịch đi như vậy đồng là trạng thái rắn oxy với ừ, cờ lo với oxy chúng ta là trạng thái khí bây giờ như vậy trong trường hợp này chắc chắn là chúng ta phải có điện phân của nước tại A2 bởi vì á nếu như vậy á là nếu nước không điện phân thì đây ta tính được ít mất rồi nha yeah. được ít mất rồi thì bài toán hết sức là vô lý khi đó dự kiện 14,125 gram là thừa Thì nói lại nha trong trường hợp này sẽ có anode tại anode A2 điểm phân nó khác là nước điểm phân tại anode bởi vì nếu mà không có A2 thì chỉ có clo điểm phân thì cái đó chúng ta bảo toàn e đúng không ạ thì khi đó mình sẽ có là 2x bằng 0,15 thì khi đó em tính được ít rồi thì khi đó dự kiện 14,125 gram là thừa để chúng ta là nước tại anode điểm phân đây là bạn hãy nhớ cái nè Nước bên cao tốt điện phân Thì anh sẽ là không và ngược lại Giảm đây là bằng 64X này Cộng cho 71 nhân cho 0,075 này Cộng cho 32Y này Và theo đề cho là bằng 14,125 ở đây em đi tính X tính Y cho thầy Được chưa Sau đó chúng ta sẽ có là dung dịch so vững này Dung dịch y gồm này Nhóm dịch y bây giờ gồm có thứ nhất là CO2 cộng dư H cộng sinh ra Được chưa nào Và cái cuối cùng của mình đó là những cái thằng ion không tham gia phản ứng Không tham gia phản ứng đây là SO4 hay trừ 02 mol Được chưa nào Thì Chúng ta đi bấm hệ phương trình này ta bấm hệ phương tình nha chúng ta tìm xy dưới đây khi tìm được xy thì bài toán cho nên đây là hết đây chúng ta có nè 2 màu 9 1 2 phương tình đầu tiên là 2x chuyển y qua bên uh, tay trái là 4y bằng 0,15 tiếp tục các phương trình dưới là 64

Y bằng 0,025 Rồi bây giờ chúng ta sẽ xử lý bài toán này như sau Cái đó hát cộng chúng ta tạo thành ở đây là 4Y 4 nhân chất 0,25 Xin lỗi các bạn 4 nhân cho 0,025 thì hát cộng đây là bằng 0,1 CO dư là lấy ban đầu là 0,2 trừ đi co 2 cộng phản ứng là x 0,125 0,075 rồi cái đó chúng ta có hai cái phương trình thì đầu tiên á khi mình cho 15g bột sắc vào ở đây mình ghi rõ luôn bột sắc 0,3 bột sắc ở đây em lấy 15 em chia cho 56 thì nó bị lại thôi chúng ta để cam đi thì chắc chắn ở đây sắc dư rồi nó là 15 gam cái số mol ở đây mình có thể ước lượng một cách tương đối thôi nha 2,2678 nha mol nha rồi bây giờ trước khi chúng ta sẽ thực hiện vượng của dung dịch y với sắc thì chúng ta hãy kiểm tra cho thầy trong cái dung dịch y đã thỏa mãn để được bảo toàn điện tích chưa điện tích dương bây giờ là bằng 2 nhân cho 0,075 nó bằng 0 15 Rồi tiếp tục Mon H cộng ở đây Mon H cộng chúng ta ở đây là 0,1 cộng cho 0,2 x 2 0,5 Như vậy nó không khớp em ơi Đi nó tỏ chúng ta làm sao cho nào ta À xin lỗi ừ. các bạn Mon thì tất dương là hai này 2 nhân cho 0,075 này cộng cho 0,1 này thì nó là bằng uh, 0 0,25 mà F4 trừ chúng ta ở đây chỉ có 0,2 thôi vô lý nhỉ điều chúng ta chúng ta làm sao cho nào nhỉ chúng ta sai ở chỗ này nè em ơi H cộng ở đây là gồm có H cộng uh, sinh ra ở A2 và ban đầu nó có sẵn 0,015 em nhé như vậy em cộng cho 0,015 nữa thì mới đúng 0,15 nữa mới đúng thì thằng này là 0,25 Chúng ta tính lại 2 nhân cho 0,075 Cộng cho 0,25 mo điện tích dương ở đây là 0,4 mô điện tích âm 2 nhân cho 0,2 đúng bằng 0,4 rồi Như vậy trong trường hợp này Chúng ta đã xử lý xong Và khi cho sắc vào Thì sắt của chúng ta sẽ đi tác dụng với Siêu 2 cộng trước Để tạo thành FE cộng cho siêu Fe2 cộng cộng siêu Số mol của siêu 2 cộng là 0,075 Chuyển qua sắc 0,075 Đồng tạo thành là 0,075 Chúng ta thấy mol sắc là 0,26 Như vậy nó vẫn còn dư Dư thì sắc bây giờ Sẽ tác dụng tiếp với H cộng Được chưa nè Để tạo thành Fe2 cộng Cộng cho H2 Cái số mol H cộng chúng ta là 0,25 0,25 mình chia cho 2 thì màu sắc bây giờ là 0,125 em lấy 0,075 cộng cho 0,125 thì màu sắc phượng ở đây chỉ có 0,2 thôi như vậy nó vẫn nhỏ hơn sắc ban đầu điều như tỏ là gì cái rắn thu được gồm có sắc dư và đồng tạo thành như vậy mờ rắn này gồm có khối lượng đồng tạo thành và khối lượng sắc dư rồi khối lượng đồng tạo thành là 64 nhân 0,075 cộng cho sắt dư. Sắt dư em lấy khối lượng ban đầu là 15 g. Trừ đi lượng phản ứng là 56 là m lớn nhân mol 02. Rồi em tính cho thầy bằng bao nhiêu? 64 nhân 0,075 cộng cho 15 trừ 56 nhân 0,2. 8,6 g được chưa? đấy đó là ý tưởng của bài toán này câu này theo thầy thì nó không khó Cái khó ở đây là mình không hiểu được cái thứ tự điện phân không hiểu được cái cái dung dịch sau phẫn chứa cái gì và thông thường chúng ta làm sai là chúng ta làm sai ở chỗ dung dịch đi này này chúng ta làm chúng ta có cái niềm tin là chỗ định luật bảo toàn điện tích chúng ta kiểm tra thử nó có thỏa mãn hay không nếu mọi điện tích dương và mọi điện tích âm bằng nhau thì chúng ta làm đúng còn không thì chúng ta làm sai và làm lại thế thôi như vậy có đúng ở đây mình chọn là câu A 8,6 gam